Em đang độc thân và em chưa từng trải qua một mối tình nào hết. Trời ơi. Dạ em cũng chưa có mối tình nào gọi là vắt rồi đất ơi. Ủa cặp này ngộ rồi nha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Em ngồi. Dạ, cảm ơn. Mình giới thiệu tên tuổi đi em. Dạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn cùng chơi bên kia. Em tên là Dương Ngọc Anh Thư, năm nay em 27 tuổi, em đang làm trong ngành hàng không ạ. Người mới gặp em thì sẽ nhận xét em là nhìn cái mặt em thì có vẻ hơi cứng nên hơi có cảm giác là hơi khó gần một tí. Nhưng mà chơi thân với em rồi thì con này nói chuyện cũng được đây. Dạ, xin cảm ơn ạ. Quê em ở đâu? Dạ em là người Sài Gòn, gốc ở Sài Gòn luôn ạ. Dạ bây giờ thì em đang sinh sống tại quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc ở quận Tân Bình. Thư ha, bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 27 tuổi ạ. Bạn nam. Đây. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào mọi người. Em tên là Trịnh Quốc Huy, em 28 tuổi. Em là điều dưỡng. Em làm điều dưỡng hả? Dạ. Làm điều dưỡng lâu chưa? Dạ khoảng được 4 năm mà. Ồ, 4 năm. Sao tại sao mình chọn nghề điều dưỡng vậy? Hỡi chàng trai to khỏe đẹp trai. Do cái ngành chọn mình. Ngành chọn mình hả? Bạn là làm ở đâu, bệnh viện nào? Dạ em làm ở bệnh viện Nhi Đồng 2 à. Trời ơi. Quê mình ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh à. Quận mấy? Dạ quận 4 à. Rồi bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thưa anh chị thì hiện tại em đang độc thân và em chưa từng trải qua một mối tình nào hết. Trời ơi. Trời ơi, 27 tuổi chưa có mối tình nào hết. Lý do? Dạ, lý do thì em nghĩ là có khách quan và chủ quan. Khách quan thì có thể là nói là duyên chưa tới, nhưng mà chủ quan thì em nghĩ là cái body của em nó cũng không có nhỏ bé để cần phải bảo vệ. Rồi cái thứ hai nữa là tính cách em thì em nghĩ là cũng mạnh mẽ, cũng quyết đoán, cũng độc lập. Nên bạn nam thì sẽ không có cơ hội để thể hiện mình trước mặt em. Bạn trai nghe bạn gái chia sẻ thẳng thắn như vậy thì bạn có cảm giác gì? Bạn có thích một cái người mạnh nữ mạnh mẽ hay không? Em cảm thấy người mạnh mẽ thì cũng là một cái hay. Rồi bạn trải qua mấy mối tình rồi trong khi bạn gái chưa có mối tình nào hết? Dạ em cũng chưa có mối tình nào gọi là vắt rồi đất ơi. Ủa cặp này ngộ rồi nha. Kiểm tra con rồi đất ơi. Loại giới tính rồi. Cũng có quen một vài cô nhưng mà cũng không có đến không học. Quen lâu không? Dạ không. Có hôn chưa? Dạ. Có rồi. Dạ. Có cười là có rồi. Vậy có chưa? Tôi hỏi để tôi khẳng định giới tính á. Hả? Có hôn chưa? Dạ chưa. Trời đất ơi. Thôi rồi. Thích gái không? Thích. Thích trai không? Không. Nghi ngờ quá. Ủa thiệt luôn hả em? Mà sao không hôn được ai vậy? Có người cho hôn mới cho hôn mới hôn. Mình phải cướp giật nữa chứ em. Bữa nay cho hôn trên sân khấu này luôn nè, hôn không? Chị hỏi bạn nữ sao hỏi em? Không có, mình phải mạnh mẽ lên. Đôi lúc có những cái mình phải cưỡng bức. Được không? Dạ được. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn gái là người như thế nào không? Nói chung là mình nói chuyện hợp với nhau rồi thân thiện. Về ngoại hình? Ngoại hình thì có gương mặt dễ nhìn là được. Tướng tá? Tướng tá tròn tròn hay được. Rồi nếu mà được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân? Dạ đó là tùy thuộc vào hai người thỏa thuận nhau. Lấy nhau về rồi có sanh con được không? Hả? Đùa là căng rồi nha. Được chứ chị. Được không? Được. Chắc không? Chắc. Chúc tôi cho Hùng ba cái trên sân khấu luôn. Để hồi kiểm tra từng đợt đi qua coi đàn gái coi sao cũng chưa có người yêu đi. Chào em. Bạn kia nó cần sự tròn múc ma múc miếp dễ thương mà. Dạ em cảm ơn anh. Rất dễ thương. Bên kia cũng dễ thương, bên kia hiền, hình như hiền hơn bạn ấy, hơi yếu hơn chút xíu. Thành ra tôi muốn kiểm tra cái vụ yếu đó thôi. Có yêu cầu gì không? Không thích gì ở bạn trai không? Yêu cầu thì không có, nhưng mà em không thích là bạn nam có đam mê vào cái tứ đổ tường. Chứ còn ví dụ như là lâu lâu gặp bạn bè thì đi uống bia uống rượu thì ok, không có sao hết. Sao bạn trai có không? Dạ uống vừa. Dạ đừng đam mê là được rồi. Có đam mê không? Dạ không. Với lại sẽ tốt hơn nếu mà bạn cao hơn em một chút, tại vì em mang guốc nổi lên là bạn mà đứng em cao bao em bao em cao nhiêu? Dạ em 1m7 mà em mang guốc 3 thân nữa là bạn cho phải 1m73 trở lên. Xíu nữa cho hai người đo với nhau có xứng không ha? Được ha. Nhưng mà bạn trai bên kia cao nhiêu? Dạ em cao 1m75. Được. Dư 2 phần.
Thôi bây giờ trước khi qua gặp bạn gái mình hát một đoạn nào đó lấy cảm tình trước đi. Vậy em xin tặng bạn nữ bài hát Mùa Đông Tình Yêu. Quá dữ, đứng lên hát nào, biểu diễn nào bạn. Vì sao tôi lại yêu em đến thế, lại mong em đến thế giữa đêm mùa đông. Mùa được ước cho tôi nắm tay em, xua tan bao lạnh giá, xua tan bao nỗi cô đơn trong tim. Thật lòng tôi chỉ mong có em. Ưng Hoàng Phúc. Sao em cảm nhận giọng hát bạn Nam? Ưng Hoàng Phúc luôn, dễ sợ. Dạ, bạn Nam hát nghe rất là ấm áp và em thích giọng bạn Nam. Em hát lại tặng dạ em không có năng khiếu đó nên em muốn mọi người thoải mái nên tốt nhất em không nên hát à. Cô này có thẳng thắn dữ lắm. Ai bây giờ nói ý kiến người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi với lại ba cô của em ạ. Ba cô ruột luôn? Dạ một cô ruột và hai cô họ. Rồi. Chào em Ly Huyền Linh và em Ly Cát Tường. Dạ chào cô. Dạ chào chào khán giả trường quay. Tôi là cô của bé Dương Thư. Dạ. Theo cô thì cô nhận xét cái bạn trai bên này thì rất là dễ thương. Dạ. Đẹp trai, vui vẻ. Coi như theo cô thì cô thấy hợp với bé Thư. Nhưng mà còn cảm nhận của hai con có hợp hay không thì cái đó là riêng của hai con. Bạn trai chào cô đi em, nói gì chữ với cô đi, cô khen em đẹp trai kìa. Rồi cô nào nói nữa, coi ý kiến cô nào thêm cô nữa đi. Chào anh Nguyễn Linh. Dạ. Và chị Cát Tường. Dạ. Tôi là cô ruột của Thư. À dạ. Tôi nhận xét về bạn cháu bên đây là dễ thương, hiền. Cô chịu cháu rể không? Chịu. Chịu. Cảm ơn cô. Nói gì với mấy cô đi. Chào ba cô. Nếu mà bạn đồng ý, con sẽ chăm sóc cho bạn gái. Rồi, có chăm sóc ba cô không? Có chăm sóc với ba cô không? Chà, hơi căng à. Rồi bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với bốn bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi. Dạ, chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường cùng tất cả mọi người. Em là đồng nghiệp của bạn Huy. Chị nhận xét nha Huy. Thì bạn nữ bên này rất dễ thương, tính tình cũng vui, cũng hợp với tính em luôn á. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hai bên gặp nhau nha. Kéo màn. Tăng 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 tăng. Hai bạn đứng lên đi, mình đo một cái đi rồi mình... Đó, để coi thấy. Nhìn thấy cao đó, được chưa? Bạn gái yên tâm chưa? Dạ, được rồi ha. Hợp lý nha. Xứng đôi rồi đó. Dạ. Mày về đẻ cầu đội bóng á. Dạ, chào anh Huy. Em thấy anh rất là mê. Thấy vậy là được rồi đó, nãy giờ tôi cũng hơi nghi đó. Dạ. Bây giờ mình cảm nhận nhau thế nào với người đối diện? À, em cảm nhận bé rất là dễ thương. Bé. Luôn nói chuyện thì em có vẻ em lanh hơn anh. Không biết anh có cảm thấy ngại về điều đó không? Anh có sợ bị lấn lướt không ạ? Thì nó bù trừ cho nhau thôi. Em có ngại khi bé hết bự không? Dạ không, cũng vừa với tướng em. Em ẩm bé nổi không? Dạ nổi chứ. Khi nào em dự định kết hôn? Dạ, một thời gian quen nhau vừa đủ là em cảm thấy phù hợp là em sẽ đồng ý kết hôn. Nên em không có vạch ra trước là dù phải quen 1 năm 2 năm. Ví dụ có thể là quen nửa năm hay là 3 tháng mà thấy phù hợp là vẫn có thể kết hôn được. Nếu mà lấy nhau có làm dâu gì không? Nhà anh ở quận 4 đó. Anh, nhà em ở quận 7 nhưng mà ba mẹ em chỉ có một mình em thôi. Không biết là anh có ngại nếu mà sống chung với gia đình vợ không? Cái đó để anh suy nghĩ lại. Không biết là nhà anh có bao nhiêu người ha? Anh có bao nhiêu anh chị nhiều không ạ? Anh có 7 anh chị em. Thì giờ đang ở với em đang ở với ai? Em đang ở với hai người chị chưa có gia đình, bà mẹ. Thôi đông mà đi qua đây ở đi cho nó sướng. Thật sự quận 4 với quận 7 cũng gần nhau lắm. Xẹt qua xẹt lại. Bước qua mấy bước tới rồi, không có lo chuyện đó, ở nhà ai cũng được hết. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái, nắm hai tay để cảm nhận, nhìn thẳng vào mắt nhau. Rồi bây giờ hai người nhắm mắt lại. Tôi cho 15 giây để cảm nhận hai cái nắm tay. Cảm nhận có cái điện nó truyền chưa? Ngủ luôn cũng được.
chưa? Được chưa? Rồi. Rồi. Về chỗ. Rồi. Mình cảm nhận như thế nào sau khi cái nắm tay đó? À, nắm tay bạn em nắm tay em rất là ấm áp. Mình thấy trái tim mình có rung động không? Đập ình 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 luôn hả? Đập dữ vậy đó hả? Dạ. Còn bạn nữ sau khi hai người nắm tay bạn thấy thế nào? Em thấy bàn tay anh này rất là to, rất là vững chãi. Nhưng mà anh bớt run tí xíu, tại vì em thấy là em rất tự tin, rất bình tĩnh mà anh run quá, tay anh lạnh. Rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta quyết định cố gắng kiềm chế nha. Suy nghĩ nha. Để tay vô nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn, để quyết định coi chúng ta có đồng ý trao duyên cho nhau hay không, cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân hay không. Một. Hỏi đếm. Có đếm á, có thích thì cũng phải kềm chế một chút chứ. Sao vậy em? Thôi có tay rồi, có tay nắm. Nắm tay coi làm gì, quýnh thủ võ ai ông gồng dữ vậy? Gồng. Nắm tay nhau, nắm tay nhau. Hồi nãy chị hứa cho hôn ba cái đó nhớ không? Thôi để... Không có để gì hết á. Quy định chương trình là phải hôn nhau. Nào, làm thủ tục đi các bạn. Anh có món quà tặng em. Ở giờ để tặng quà. Thôi bây giờ mới tặng quà. Quá khóa. Ông kỹ lắm. Khóa tình yêu. Bấm nút ông mới tặng quà. Không bấm không tặng. Kiểu này chắc mốt đòi quà không à. À, hai cái nút, hai cái khóa ha. Được rồi, xếp sát hai trái tim vô. Rồi, nắm tay. Rồi, hôn nhau. Bắt đầu. Hôn thôi. Trời ơi, không ai thấy sao đưa cái mặt vô nè. Nụ hôn đầu tiên nha quý vị. Làm lại đấy, ai kêu làm lại, cô của nó làm lại đấy. Đó, cô kêu làm lại. Trời ơi, cô nó làm lại đi con. Làm lại đi con. Đậm đậm, để nguyên, để nguyên, để nguyên, chưa? Để nguyên. Nào, 1, 2, 3, để nguyên nha. Chị nào tôi kêu bô buông với buông nha. Để nguyên, để y nguyên. Y nguyên gặp lại. Hút vô, hút vô. Dễ thương quá. Hy vọng rằng mối tình đầu sẽ giúp các bạn tiến tới hôn nhân một ngày sớm nhất. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 đi chiến thắng. À, đây là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Rồi, nắm tay các bạn gái. Nắm thật chặt nha. Rồi, thẳng tiến về phía trước. Dễ thương mấy cô. Được ha mấy cô ha. Nhược điểm của em là hơi bừa bộn. Thì tính em lười thì em mong có ai thúc như là giữ là dễ nhận là được anh. Tại vì con người thì trước sau thì ai cũng chảy xệ hết. Quyết định nha, sớm sớm mời tôi đó nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Hạ màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời anh ngồi. Bây giờ hai người đã ngồi trên sân khấu rồi. Chúng ta bắt đầu thoải mái, cởi mở để trao đổi với nhau ha. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Thanh Tuyền, năm nay em được 27 tuổi. Em hiện tại là chuyên viên điều phối lớp học của tập đoàn TTC. Quê em ở đâu? Dạ em quê ở Quảng Ngãi chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả các bạn khán giả. Em tên là Lê Bảo Ngọc, 29 tuổi. Tên giống tên gái vậy. Dạ ai cũng nói vậy chị. Hiện là nhân viên văn phòng tại trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà cụ thể bạn làm gì? Dạ là những công việc hành chính. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. Bạn quê ở đâu? Dạ em cũng quê ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi luôn. Quảng Ngãi luôn. Dạ đúng rồi. Đồng hương. Bạn từ Quảng Ngãi đến thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào đây từ hồi 6 tháng tuổi. Ở đây lâu rồi đúng không? Dạ. Còn bạn gái vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây được tính đến nay năm thứ 9 rồi anh. Điều ở lâu rồi ha. Dạ. Ưu điểm, nhược điểm của bạn là gì? Nhược điểm của em là hơi bừa bộn. Khi để đồ đạc thường hay để lung tung rồi sau đó lại tìm không ra. Tính tình nó hơi nắng mưa một chút xíu. Nếu như mà ai đó không quen thì có thể sẽ là không chịu được cái tính của em. Rồi. Dạ. Ưu điểm? Em thấy là mình có hát cũng được, vui vẻ, hòa đồng.
dễ kết bạn, dễ bao dung người khác và có sự cảm thông với mọi người. Rồi, dạ. Bây giờ trước tiên là hãy tặng cho quý vị khán giả một bài hát nào đó mà bạn yêu thích. Dạ. Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa em đến. Hay quá. Hay, rất là ngọt ngào. Nào, Hằng Nam cảm nhận như thế nào? Luôn. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời ra từ lúc anh ra về. Cầu mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời ta luôn có đôi. Trời ơi. Dạ, quay lại rung rung vậy. Dạ, rung quá quay lại. Làm trung tâm nhạc nhẹ sao rung vậy? Dạ, em làm hậu trường thì chứ không có là hậu trường cũng phải gọi là nghe riết phải thấm thấu chứ. Bên kia nói về ưu điểm khuyết điểm mà bạn nói ưu điểm khuyết điểm mình luôn đi cho bên kia hiểu. Dạ, tính em cũng vui vẻ. Nam mà em cũng biết làm việc nhà, cũng biết nấu nướng. Tốt. Cái nhược điểm của em á là hơi lười. Biết, mặc dù biết làm nhưng mà không phải có ai thúc cái mới làm được. Bên thì bê bối, bên thì lười. Cái cặp là lấy nhau không biết cái nhà nó thành cái gì rồi nha. Rồi bạn gái ơi. Dạ. Bây giờ anh hỏi em muốn tìm người yêu của mình như thế nào em? Tại vì em thì chiều cao nó cũng hơi bị khiêm tốn. Như em 1.5m thì cỡ ảnh cỡ 1.6m, 1.65m tới lên là được rồi anh. Được không? Dạ được, em 1.68m lận. 68 được. Gì nữa? Em không thích ở bạn nam là cái tính gia trưởng, hút thuốc. Tại vì từ nhỏ là em ở nhà là ba em không có hút thuốc nên nó đã quen cái môi trường như vậy đó anh. Trai có hút thuốc không? Dạ, dạ không chị ơi. Có gia trưởng không? Dạ không. Không luôn. Rồi còn gì nữa em? Ngoại hình có yêu cầu gì ngoài chiều cao không? Tóc tai gì tóc được tai, không? Tóc tai, mặt mày, mũi mắt, miệng đồ này kia. Dạ nói chung là dễ như là được anh. Tại vì con người thì trước sau ai cũng chảy xệ hết. Nên là tính cách nó là quan trọng. Có nghĩa là không quan cần, quan trọng bên ngoài. Dạ. Như anh hỏi em á, thích tóc dài hay tóc ngắn á? Tóc ngắn anh. Nhiều tóc hay ít tóc? Dạ đừng có hối là được rồi. Bên này hỏi vậy là tôi hiểu rồi. Bên đây trả lời vậy tôi thấy xong luôn. Thôi được rồi, thôi để tự hồi hồi quyết định. Trai thích người bạn gái như thế nào? Cao chắc cỡ 1.6m, tóc tóc dài. Có luôn. Anh hơi ít thì anh muốn nó bù trừ. Người có cá tính chút, hơi dữ. Trời ơi, muốn sao vậy? Dạ thì tính em lười thì mong có ai thúc như là à, dữ là à, dữ là lạ ta, muốn vợ dữ ta. Có đặt ra cái chuẩn mặt giống mẫu người giống ai không? Em quan trọng tính cách thôi. Còn cái ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi. Nó quan trọng tính cách thôi, tại sao lại không thích hói? Tại vì cái mắt mới gì tao hói không thích. Hói ít thích thì được chứ còn hói nhiều quá. Hói ít thì được đúng không? Hói nhiều quá thì cũng... Đây hói có chút xíu à. Dạ em chào chị. Hói có một chỗ thôi. Thôi mình cũng hiểu được ha. Không thì đây nhà nước tao quy hoạch sân bay đến tầng nhà cho nên chịu thôi. Tao quy hoạch vậy đâu phải chịu thôi chứ. Ủa mà hồi nãy em nói em nhiêu tuổi? Dạ em 29 tuổi. À? Dạ. Sao nhìn già quá vậy? Có vậy? Đâu có già gì đâu. Nói em già không? Dạ có nhiều. Có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ dạ chưa. Chết rồi, tên Bảo Ngọc làm bếp giỏi chưa có mối tình nào. Chắc duyên duyên ngầm. Thích phụ nữ hay thích đàn ông? Dạ thích con gái. Chắc không? Dạ chắc. Hồi đó giờ thích cô nào chưa? Dạ có, như tình đơn phương. Ê khoan khoan, em có mối tình nào chưa? Dạ có, được một mối tình làm vốn rồi chị. À, có hung rồi phải không? Dạ có. Chị ảnh hung nha. Ha. Dạ em sẽ trên đi ảnh một khóa. Ừ. Em chào Nguyên lên. Chào em. Tôi lo lắng quá. Thí dụ như em thấy một người hói thì em cảm nhận sao? Em nhớ tới ba em. Ủa ba em hói hả? Dạ ba em hói. Vậy tại sao không thích người hói? Không hiểu. Vậy là được rồi. Ba em hói thì em phải thích người hói chứ. Dạ không, ba em tại vì già mới hói, còn lúc trẻ em nhiều tóc. Thì bây giờ ảnh lúc trẻ anh hói em mốt già anh mọc tóc. Ừ. Có cái chuyện hói bình thường đi. Nói chung anh này dễ thương. Bỏ cái vế đó qua một bên đi. Bỏ cái vế hói đi nha. Cố gắng ha. Em sẽ suy nghĩ. Nhớ suy nghĩ cho kỹ nha. À, dạ. Mình đi hôm nay bạn gái đi có ai đi theo không? Dạ em báo cáo chị Cát Tường với Nguyên Linh là hôm nay em đi đến với đội hình cũng tương đối hùng hậu. Là có cô ruột em. Em ruột của em họ của em, bạn bè thân từ cấp 2 của em và bạn bè thân từ đại học của em. Trời ơi, trời ơi, nguyên một đại đội luôn.
500 anh em đâu đưa tay lên rồi. Quá dữ. Rồi bây giờ mình kính lão đắc thọ, mình phải gặp cô ruột trước đúng không? Dạ chào cô. À, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Thì theo như cô nhận xét á bé Tiền, thì anh này là ảnh hợp với tính của con á. Tại vì ảnh hơi ít tóc một tí thôi. Con thì cái tính con hơi con nít, mà anh này thì có vẻ chín chắn, đỡ đồng, đỡ đùm cho con được. Con là cái tính con hơi bừa bộn, mà anh này thì ảnh thích làm nhưng mà ảnh hơi làm biếng. Thì con là có động lực là con la bự lên là ảnh sẽ làm, thì con sẽ nhẹ nhàng cho con rồi đó. Cô thấy được rồi đó. Và cô Duyệt. Duyệt. Cô Duyệt, cô Duyệt rồi đó. Tốt rồi, dạ cảm ơn. Cho bạn của con góp ý một tí nữa dạ. Đi. Thì Tuyền theo mình nhận thấy á, là về ngoại hình thì nói chung là nhìn được cái gu âm nhạc của bạn, thì cái công việc của anh này là hai người hợp á. Một người làm bên hậu trường âm nhạc, một người là thích hát hò. Rồi cảm ơn đội ngũ của nhà mình. Trời nha. Trời, có thể nói gì với cô đi? Hứa với cô ấy. Đi. Hứa với cô gì kìa, dạ. Cô hứa kìa. Cô gì đi. Hứa thật nhiều đi. Nếu mà quen nhau thì sẽ cưới, dạ, để chăm sóc em chu đáo. Rồi. Dạ cảm ơn cô. Bên nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại em ruột em với lại ba người bạn thân. Dạ xin kính chào anh Quyền Linh và em chị ruột hả? Dạ em ruột. Tóc ruột. Nhiều quá ta. Sao nhiều tóc không kia cho anh bớt miếng đi trời. Này chắc lại lỗi định mệnh. Rồi cảm nhận bạn kia thế nào em? Nãy như anh Quyền Linh cũng đã nói thì anh thì em của làm thì cũng rất là tốt, nhưng mà bị cái hơi lười biếng. Nãy chị cũng chia sẻ là chị không có được ngăn nắp cho lắm. Hai người quen nhau tiến tới hôn nhân thì hy vọng có thể là hai người sẽ cùng nhau là sửa những cái khuyết điểm đó để mà chung sống với nhau được. Với lại chị cũng là đồng hương cho nên nhà em cũng rất là duyệt chị. Cảm ơn hy em. Vọng là cái hy vọng là cái tóc tai nó không ảnh hưởng tới tình cảm của hai bạn. Dễ thương quá. Xin lỗi em nha. Dạ không sao rồi. Phụ phụ chút xíu thôi. Cảm ơn. Quá thà. Chào em. Cảm nhận thấy ảnh sao? Thì đúng là cũng hơi ít chút. Nhưng mà em thấy mặt ảnh khá là hiền. Dễ thương. Dạ, nói chung là có cảm tình ngay từ lần đầu gặp. Hay quá. Dạ. Rồi, dễ dán luôn, không sợ dán luôn. Anh thấy em rất dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Ê, hồi nãy em có nghe anh nói là anh còn một người bạn gái cao 1m6. Nhưng mà em thì nó thẳng ra là chỉ có 1m49 thôi. Nghe là tròn 1m50 thì không biết nó có ảnh hưởng gì không anh? Mốt mang hút lên cho cao. Trong nhà hát đó là tiếp xúc với nhiều người đẹp lắm, ca sĩ rồi các phụ nữ đẹp, em có ghen không? Nếu mà chỉ là vì hợp tác trong công việc thì cái đó không thành vấn đề. Nếu như mà có một cái le lói, một cái biểu hiện gì đó thì em sẽ hành động. Bây giờ anh làm trong nhà hát bao lâu, bao nhiêu lâu rồi? Mà có le lói gì đâu. Mà anh càng ngày càng leo lét. À, yên tâm đi. Mà nếu bạn gái đồng ý bấm nút á, bằng tổ chức hẹn hò đâu cho lãng mạn. Em gái có thích lãng mạn không? Có. Đấy. Bữa đầu tiên thì chắc đi cà phê, kiểu cà phê bờ sông. Có bơi không? Dạ không. Mình nói chuyện với nhau. Vậy đâu lãng mạn. Em phải mời bạn gái tới rồi sông nào có cá thiệt nhiều ha. Rồi ngồi rắc thính với cá, với ăn vừa nói chuyện này kia. Trời ơi. Đã lắm. Thôi được rồi, vậy đi. Để tay nút bấm đi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Không thể bấm để uống cà phê chơi vui, bấm để tiến đến hôn nhân đấy. 1 2 3 Hết thời gian. Được. Nắm tay nhau trước đi. Bạn chưa yêu lần nào nha. Chưa nắm tay lần nào. Chưa nắm tay lần nào luôn. Chưa. Nắm tay thấy sao? Khó tả lắm anh. Nào, bây giờ là hung nè nha. 3 2 1 bắt đầu. Để nguyên. Nụ hôn đầu tiên thấy sao? Không biết diễn tả sao. Đây là những chiếc vé xem phim để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn. Đây là một thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB. Trị giá 1.000.000 đồng gửi tặng các bạn. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây hạnh phúc nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân sẽ được nhận một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15.000.000 đồng từ áo cưới Milan. Bạn gái
là bây giờ là em là em thích hẹn ở đâu, cái khung cảnh nào mà em thích nhất? Hằng ngày em thích là sự tĩnh lặng trong tiếng chuông chùa. Người thích của em nó hơi khác so với những người khác. Hello em trai. Dạ chào chị Cát Tường ạ. Có đói bụng không? Dạ cũng có chút ạ. Có chút chút, nhưng mà hôm nay quan trọng vẫn là tìm được người bạn gái nha. Bây giờ chị sẽ ra để mời bạn gái em vào đây. Đợi chị Tường chút xíu nha. Dạ. Rồi, hello em, vô. Dạ, rồi em đây qua. Tới rồi, ngồi vô thôi. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Dạ, chào chị Cát Tường, bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Trọng Nghĩa, quê em ở An Giang. Và hiện tại em đang công tác làm việc ở Phú Quốc. Là hiện tại là vô thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình thôi rồi về lại Phú Quốc. Dạ có lẽ là vậy vậy chị. Wow, em vô đây hồi nào? Dạ em sáng hôm qua em đi tới Sài Gòn này khoảng 8 giờ tối. Đi xe hả? Dạ đi xe xe khách. Đi xe khách. Dạ. Cực khổ quá ha, để tham gia chương trình khổ quá mà không biết. Chút nữa có bạn gái không? Hy vọng là được. Hy vọng, chị cũng rất là hy vọng. Dạ. Nha. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em sinh năm 93 chị. 93. 27 tuổi chị. Dạ. Đang làm công việc gì ở ngoài Phú Quốc? Dạ công việc của em đang là thi công bên cửa sắt cửa nhôm. Dạ. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, em là Đỗ Thị Mỹ Hạnh, em sinh năm 95 và quê của em ở Phú Yên. Quê Phú Yên. Dạ. Hiện giờ đang làm việc ở đâu? Dạ ở Hóc Môn. Hóc Môn làm công việc gì? Em hiện tại đang là kế toán. Mình đang ở với ai với Hóc Môn? Dạ em ở với em gái, em gái hiện nay đi học. Thế điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em là thông minh nhanh nhẹn. Rồi tôi mới nghe có người tự khen mình thông minh luôn, ghê thiệt. Cuộc sống đôi lúc mình phải tự tin bản thân của mình thế nào mình phải nói chứ. Đôi lúc mình phải tự tin gì nữa. Dạ cái hai nữa là em rất có trách nhiệm với công việc. Điểm yếu của em thì em hơi chậm. Hèn chi, nhìn tướng là biết ăn không được nhiều rồi. Ăn chậm, ăn chậm là bao lâu một bữa, ăn mất thời gian bao lâu? Dạ tầm khoảng 20 phút đến nửa tiếng. Nửa tiếng nhiều khi chị Tường ăn một bữa ăn tới 5 phút luôn á, đang quay vậy nè. Còn nhiều khi ăn không được 5 phút luôn á. Ăn gì sao hấp thu tốt được chị? Mà thấy chị bự không? Em ăn làm gì em ăn nửa tiếng em hấp thu tốt quá vậy? Trời ơi, ổng dám nói tôi ăn có 5 phút sao mà hấp thu tốt. Tôi không hấp thu tốt mà tôi phì nhiêu. Còn ổng hấp thu tốt quá. Trời ơi, hấp thu tốt dễ sợ. Tại vì em làm việc nhiều chị. Cái thứ hai nữa là... Làm nhiều là làm bao nhiêu? Ngày làm mấy tiếng? Một ngày em làm trung bình thì cũng dẫn 8 tiếng. Dạ. Biết tôi làm một ngày mấy tiếng không? Chị không nói cái gì em biết được. Bèo bèo một ngày 8 giờ sáng đến 8 giờ tối là chuyện bình thường là 12 tiếng. Ổng chắc uống sữa ăn luôn cái hộp quá. Được, dễ thương. Nói chung là chị thấy điểm mạnh của em là duyên dáng, đáng yêu. Dạ cảm ơn chị. Rồi, được. Rồi còn em gái, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì hòa đồng, vui vẻ. Nãy giờ chưa thấy vui nha. Dạ đúng, theo chơi thì nó sẽ được vui nha chị. Điểm yếu của em thì hay mít ướt ba mẹ em, tại vì là phải đi làm xa cho nên là thi thoảng mới về. Dạ nên là nhiều lúc nhắc tới gia đình là mít ướt phải không? Dạ. Gái nữa mình cũng hay là vậy, thương cha thương mẹ nhiều hơn trai. Trai lớn lên chỉ thương gái thôi hả? Hả vậy đó. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Đúng, trời ơi chị Tường nói cái gì cũng đúng hết trơn á. Con trai lớn lên không thương con gái là nguy hiểm. Nguy hiểm ha. Dạ. Vậy là ba mẹ em rất là may mắn khi em vẫn thương con gái. Dạ. Nhưng mà mình ở Tú trên đó, bây giờ mình có định có ý định gì là sau này tương lai mình lập nghiệp ở đâu? Thú thật với chị là lúc em đăng ký em đang làm việc Sài Gòn, bây giờ em mới chuyển đổi qua bên Phú Quốc có gần 2 tháng nay chị. Hả? Dạ. Rồi tương lai mình sẽ lập nghiệp ở Phú Quốc luôn hả hay sao? Cái khu vực Sài Gòn mà cái bạn gái đó muốn em yêu cầu ở, mà định hình có nghĩa là cái hướng phát triển gì công việc của em mà ok tốt, em có thể chuyển đổi. Em thấy cái công việc của bạn gái mà bên đây cảm thấy chưa có hoàn hảo lắm thì em có thể kêu bạn gái qua Phú Quốc làm. Nuôi người ta luôn không? Dạ được chứ chị. Nuôi nổi không? Nổi. Tự tin được nhưng mà nghe thiện chí vậy là được. Dạ. Còn em sao? Dạ nếu như mà chồng đi đâu thì đó là chuyện bình thường chị nè. Nhưng mà bây giờ đó là cái cưới nhau mới đi theo ảnh. Rồi bây giờ trong cái giai đoạn đang yêu này yêu xa em có ngại không? Bây giờ ảnh đang ở Phú Quốc nè. Nếu cảm thấy bản thân phù hợp thì em cũng không ngại lắm cái vấn đề mà yêu xa. Đó, bây giờ tỷ xa vậy rồi hẹn hò sao em? Rồi bao lâu mới gặp nhau được một lần? Mình có thể liên lạc trực tiếp với nhau qua mạng Facebook, Zalo. Nhưng mà bây giờ Ngu Lan Chức Nữ còn gặp nhau được 5 lần, không lẽ tụi em... Dạ, chắc chắn một điều thì em phải khác Ngu Lan Chức Nữ nhiều chứ chị. Ít nhất là tệ nhất một tháng được một lần. Vậy được không em?
Dạ được chị. Thì cố gắng đi rồi quen chừng cỡ 3 tháng thôi rồi đi ra ngoài Phú Quốc ở luôn cho nó lẹ. Dạ. Bây giờ người ta có máy bay Sài Gòn Phú Quốc con tiếng gửi chứ nhiều. Vấn đề có tiền bay không á chứ. Người ta nói kinh tế mình ổn định thì mình sẽ có được. Mà ổn chưa? Tạm thời ổn rồi. À, thì thà vậy đi, chị thích nghe mấy câu chốt vấn đề đừng đi lang mang. Dạ rồi. Dạ dạ. Tình trường. Dạ hồi xưa giờ em chưa có mối tình nào ạ. À. Sao vậy? À, dạ kiểu như em cũng có thích người ta nhưng mà kiểu như người ta còn phải lo lắng nhiều điều cho nên người ta không, người ta chưa thích mình đó em ơi. Ta thích chắc là vậy á chị. Ừ. Ơi, nụ hôn đầu đời có chưa? Chưa. Chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Dạ. Ôi đáng thương thay cho thân phận người phụ nữ ấy. Bữa nay hôn nha. Mình không phải lén lén chứ chị. Chưa có nụ hôn đầu đời em thấy sao? Dạ em thấy em thấy cũng bình thường vậy. Vậy còn em? Em thì không bình thường hơn bạn gái. Mấy mối tình? Tại vì em trải qua hai mối tình. Mối tình thời sinh viên. Thì lúc đó thì sinh viên không có gì hết. Chỉ gọi là mình giống như gọi là tập tành. Rồi tập tành. Rồi cái giai đoạn mà thực hành á. Mối tình thứ hai thì cũng thực hành mà, nhưng mà nói thôi cũng gọi là nâng cao level lên cái kia có chút đỉnh thôi. Ờ. Dạ. Rồi làm ăn được gì chưa? Thì chưa gì. Nắm tay chưa? Có. Hôn chưa? Có. À, cái vụ kia chưa? Chưa tiền đó chưa? Chắc chắc. Dạ. Mối tình thứ hai lý do sao chia tay? Xa quá chị. Ở đâu mà ở đâu xa? Một người dưới quê, một người Sài Gòn xa. Quê là ở đâu? An Giang. Người dưới An Giang, người Sài Gòn xa. Rồi bây giờ người Phú Quốc, người Sài Gòn xa không? Tùy theo cái lập trường của mỗi người nữa. Em thì em nghĩ là lập trường của em giữ vững được. Nhưng mà bạn nữ, tùy theo bạn nữ. Bây giờ theo em, nếu mà yêu xa vậy bao lâu tí tới hôn nhân được? 1 đến 2 năm trở lại là được. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào bé? Tại vì em có thể xa ba mẹ từ nhỏ cho nên em muốn là một người bạn trai có thể là làm sao đỡ điều kiện gia đình, đỡ mà khỏi phải xa con giống như vậy. Không gia trưởng. Dạ. Không, này không gia trưởng đâu. Chia sẻ được với vợ nhiều thứ, ví dụ như việc nhà chẳng hạn. Rồi, về ngoại hình? Khoảng cao 1m6 trở lên. Không cần quá đẹp trai đâu chị. Đẹp trai mới công dữ. Đẹp trai mới công dữ. Rồi hiền. Mập hơn em một xíu là được, tại em quá. Ừ, mập hơn em, được. Hai đứa này nuôi tốn cơm lắm nè. Rồi, còn em, mẫu người lý tưởng mình sao? Mẫu người lý tưởng của em là bạn nữ đó, cao 1m52 đến 1m58. Chắc bớt cho nó chút xíu đi. 1m50 hả chị? Ờ trời, cỡ đó đi, được không? Cũng được. Bớt nữa được không? Được. Ngoại hình, mặt mũi? Em thích là ốm ốm chút, già thà để em nuôi cho mập. Hơn hả? Nuôi biết mập nổi không ạ? Nổi. Cho có hình ảnh gì của em không? Cho chị mượn coi. Dạ, đây. Mày hình phải không? Dạ. Hình đại gia đình. Rồi, được. Có anh ấy ở trọng á, kiếm ảnh đi em. Dạ. Nhìn chị thấy căng quá. Hai tấm thôi, đưa nhiều quá rối. Kiếm cổ đi, cổ trọng á. 15 giây để chọn hình. Nhiều khi không chọn anh ngồi đây, chọn anh đâu ngồi ngoài cũng có. Đây đúng. Đâu, ảnh đâu? Đây đúng không chị? Anh này phải không? Dạ. Chắc chưa? Chắc. Lý do tại sao chọn anh đó? Tại vì em nhìn giống giống. Ảnh giống đâu nữa? Đây chị. Nụ cười giống. Phải không? Tôi còn không biết nữa đó, để nó đi. Lát mở cửa ra rồi mình tự mình kiểm tra nha. Có chưa? Có. Đâu? Người này. Lý do sao chọn cô đó? Mình thấy ổn. Mới nãy nói ổn ổn, chắc con nghĩ là ổn. Rồi giữ nguyên hiện trường. Xin mời quý vị chúng ta đến với tiết mục đầu tiên, đó là chọn mặt gửi vàng. Mở cửa trái tim và xem coi cái cảm xúc của mình ngày hôm nay đầu tiên có trùng khớp hay không nha. Xin mời hai bạn. Rồi sao tự kiểm tra đi. Em đúng không? Hỏi ảnh coi ảnh đâu. Anh ơi. Đâu ảnh, anh đâu, anh chỉ cho người ta coi coi anh đâu. Áo trắng. Đó. Được coi, mình biết cô chỉ ai không? Cô chỉ đây nè.
Em đón trước mà. Vậy hả, này là ai vậy? Anh trai. Anh trai, hèn chi cũng có nét giống giống. Thôi vậy cũng được rồi. Rồi bên đây. Rồi giờ biết cổ là ai chưa? Biết rồi. Đâu? Đây. Rồi đón tầm bậy tầm bạ hết trơn. Hai đứa đón tầm bậy tầm bạ hết. Rồi này sao? Cái đó đem theo chi vậy? Tại công việc của em là bên bên thợ sắt thợ nhôm đó. Đây là cái ngôi nhà mà thường thường em hay làm cho người ta, khách hàng. Rồi. Dạ, em cũng có món quà em muốn tặng anh. Dạ, anh có thể mở trang đầu tiên của cuốn sách ta. Rồi, đọc lớn lên coi có cái gì bí ẩn không? Hy vọng những ngày anh bên em sẽ là những ngày tươi đẹp. Wow. Dạ, giống như cái tựa sách mà em muốn nhắn nhủ tới cho anh. Dạ. Còn ý nghĩa tặng tao ngôi nhà có ý nghĩa gì không? Dạ thì công việc của em là chuyên xây tủ ấm cho người khác. Em cắt những căn nhà, tạo lên những máy ấm che mưa che nắng người khác. Em cũng muốn là mình có một cái căn nhà riêng của mình cùng một người mình thương. Hy vọng là ước mơ của hai em sẽ thành hiện thực ha. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai em thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Hòn Đất. Xin mời hai bạn thưởng thức một bữa cơm rất là ấm cúng, rất là ngon nè. Canh chua cá lóc, thịt luộc, cà pháo mắm tôm. Rồi chăm sóc bạn gái xíu nha. Nãy em nói em thích ấm ấm để em chăm sóc đúng không? Cho em ấm nhom luôn đó. Rồi chăm sóc nhau đi. Ra lăn lên. Dạ, chị dạ. Tường ra ngoài chút xíu quay lại nha. Dạ. Ăn cơm ngon miệng, tự tin dạ. Nha em nha. Tự nhiên nha. Trời ơi, hai đứa nó siêu mỏng. Dạ, rồi, cảm ơn. Nếu như chưa xa thì anh nghĩ như thế nào? Đúng là yêu xa thì rất là nhiều bạn nữ tâm lý là không thích yêu xa. Tại vì yêu xa là không an toàn. Nghĩ đó là một cái điều mà thử thách của hai người. Dạ. Nếu như thật sự mà thương nhau thì khoảng cách không là vấn đề. Dạ. Còn nếu thật sự tình cảm cái người đó không đủ chân thành dành cho người kia thì cho dù hai người kế một bên nhau cũng không bao giờ đến được với nhau. Dạ. Cái gì? Thôi mời dạ, em với em. Em của Phú Yên chắc thích ăn luộc mắm tôm đúng không? Dạ. À, dạ em cảm ơn. Hay trái cà pháo nó mới đúng. Dạ, em cảm ơn nhiều. Không hóc môn mình chắc là gần chùa Hoằng Pháp đúng không? Dạ, cũng gần ạ. Dạ. Anh cũng đến đó được mấy lần. Không ạ. Dạ, nhà em qua chắc 10 phút. Thì gần á. Dạ. Vậy hôm nào nếu mà có hẹn hò lên đó chắc đi vô chùa được á. Nói quá, nói cười quá, ăn ngon chưa, ăn cơm chưa? Dạ, dạ. Ăn miếng mắm tôm đi, lát nó cho hung nè. Cái này là đúng mùi luôn đấy. Đúng mùi luôn phải không? Dạ. Em hẹn hò bạn gái nè, bây giờ là em thích hẹn ở đâu? Cái khung cảnh nào mà em thích nhất? Hằng ngày em thích là sự tĩnh lặng trong tiếng chuông chùa. Người sở thích của em nó hơi khác so với những người khác. Rồi em định hẹn bạn gái trong chùa hả? Thì hẹn trong chùa thì đôi lúc nó nghe nó hơi kỳ kỳ, nó ngố chút. Nhưng thực tế thì em cảm thấy là nó đem lại một cảm giác thanh tịnh nè. Cảm thấy nó thanh bình, nó nhẹ lắm. Mà quan trọng là vô chùa không lẽ mình nói láo với nhau. Đúng rồi. Vô chùa bạn gái hỏi em có yêu anh không, mà không lẽ không yêu mà nói yêu. Tôi nói vô chùa là mình phải thành thật với nhau đúng không? Dạ dạ. Cũng hay, đây là một ý tưởng. Các bạn có thể suy nghĩ sao? Mình yêu nhau mình cũng hẹn nhau đi chùa để mình thắp nhang, đi chùa mình làm công quả. Đâu phải vô chùa là xuất gia đâu. Vô chùa mình ngồi trong cái ghế đá trong sân chùa để mình thấy thanh tịnh hơn, mình nói chuyện yêu nhau. Vô chùa là chắc chắn phải nói chuyện thật đúng không? Dạ. Em nghĩ vậy không? Dạ nghĩ vậy, em mới nói được. Em thấy sao? Nếu anh hẹn hò với em ở trong chùa. Dạ, nếu như mà lâu lâu cũng hẹn nhau đi chùa thì bình thường chị. Nhưng mà em sợ một ngày anh sẽ bỏ em ở chùa luôn. Chị đang sợ mà chị không dám nói. Có khi nào em nghĩ định em xuất gia không em? Dạ em cũng có từng nghĩ là mình đi xuất gia. Nhưng mà không phải bây giờ. Có nghĩa là khi em về già, khi mà có
con cháu xong nữa, những độ tuổi cuối cùng em muốn cuộc sống an nhàn ở trong chùa cũng tốt. Gì kỳ vậy, người ta hai chồng ta lấy nhau, ta mong muốn sống với nhau răng long đầu bạc, lúc mạnh khỏe người ta ở với nhau, lúc già rồi bệnh hoạn ốm đau để có cái người bên cạnh hữu hỷ, rồi lúc già ốm đau em vô chùa em ở rồi bỏ bả ở với ai? Em rủ bả đi theo em luôn. Trời ơi, già rồi mà cũng chưa để cho cái cổng chùa người ta thanh tịnh nữa thì khổ sở vậy. Trong đó thì bây giờ ví dụ là mình là bạn đời, chứ trong đó là mình là bạn 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 đồng nghiệp, bạn tu với nhau. Khoảng nhiêu tuổi thì em thấy vô chùa là vừa? Thì ở 60 cái gì? 60 còn mạnh khỏe lắm à. Mình còn khỏe vô đó để mình còn có thể làm một chút công quả, một chút từ thiện nào đó cho nhân loại nữa. Chứ không lẽ khi nào vô đó mình nghĩ là mình dưỡng già đâu được. Đúng rồi. Mình phải làm cho người nhận xã hội. Kết kết ông này nha, có những ý tưởng rất táo bạo và rất tiến bộ. Đúng rồi, mình vô chùa là mình phải làm việc chùa, mình phải làm công quả, chứ không phải là vô đó để mà để cho có ai đó mà lo lắng chăm sóc cho mình. Dạ chính xác. Yêu đi em, 60 tuổi vô chùa cưới đi em, được không? Rồi vậy cũng hay. Bây giờ chị hỏi em nè, trong tình yêu theo em nghĩ ai sẽ là người chủ động? Ai chủ động không quan trọng chị, quan trọng là tình cảm nó như thế nào thôi. Em là người chủ động hay là em là người bị động? Bản thân em nghĩ em là người chủ động hay là người ngồi chờ đợi? Em hơi bị chủ động ạ. Bây giờ trong mối tình này em có chủ động nữa không? Nếu mà đủ yêu thương thì em sẽ chủ em động. Vẫn sẽ chủ động. Dạ. Ok, mình cứ sống là chính mình, tình yêu đúng người đúng chỗ đúng thời điểm nó sẽ đến. Bây giờ em thử ví dụ em làm một cái gì đó em chủ động với anh này chị coi thử coi. Chủ động nắm tay được. Được, em muốn làm cái gì em đè nó đang hung cũng không sao. Để vòng qua. Qua đây. Chủ động thử coi. Bên đây đi vòng hướng này. Dạ. Đây đó hả? Dạ. Phải nói gì chứ, tự nhiên nắm tay rồi tao tưởng bắt tay hay là gì sao? Hy vọng cái nắm tay này sẽ là kết nối cho tình yêu của tụi em sau này. Trời, nói với ẩm chứ em đâu phải em cua chị đâu. Nói lại nữa hả? Em hy vọng cái nắm tay chủ động của em sẽ kết nối được chúng ta về sau nữa. Dạ. Anh hy vọng cũng là vậy. Dạ. Cũng được. Hy vọng chủ động lần này không thất bại. Mời em bóc một lá bài trong này, đọc lớn lên cái yêu cầu trong đây, cùng nhau thể hiện. Ôm cổ bạn trai và nói anh là người em yêu nhất. Trời ơi, hợp lý với cổ quá mà. Quá cưng, cơ hội tới nữa rồi cưng. Lời quá à. Đó giờ chưa có mối tình nào vô chương trình lời ghê. Rồi em cứ ngồi yên đó đi. Ôm cổ nó. Đúng rồi. Nói với vô lỗ tai ảnh á. Nói thầm nha chị. Nói thầm mà tôi phải nghe chứ. Anh là người em yêu nhất. Nhìn ảnh chứ nói mà nhìn ai vậy? Anh là người em yêu nhất. Chị nghe thật rồi. Dạ đừng chị. Em cảm nhận gì không? Em thấy được một sự nào đó, cô gái này có sự gung. Có sự gung, dạ. Có gung là có cảm xúc. Dạ. Mời em. Dạ. Màu đỏ. Gung là có sự chân thành không? Dạ. Học lớn lên. Cõng hoặc bế bạn nữ một vòng để thể hiện sự khỏe mạnh. Lời nữa, trời ơi. Quá. Nãy giờ tao qua mình hai lần rồi. Qua cưng. Giờ mình có cơ hội. Có cơ hội. Thể hiện sự khỏe mạnh chứ hai đứa bay ốm yếu lắm mà không biết giặt tới đứa nào cổng đứa nào chạy đây. Rồi. Sao mà thấy hả? Thì bây giờ em làm em không cổng thì ẩm, không ẩm thì bồng, không có làm gì làm. Cái ẩm quá. Làm đi. Nổi mà. Rồi, đi một vòng đi. Thì từ ai tiếng quá. Thể hiện sức mạnh đâu, đưa lên đưa xuống như hít tà vậy đó, tập tạ vậy đó. Đó, đúng rồi, mạnh quá. Ốm nhưng không hề yếu nha. Rồi vừa đi vừa nói. Em à, anh ốm chứ anh không hề yếu. Một vòng nữa. Nói đi, nói. Em à, thấy anh ốm gì đó chứ anh không bao giờ yếu đâu. Em à, rồi, 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 rồi. Chứ anh yếu lắm, thôi bỏ anh xuống. Ổn không em? Sức mạnh anh ổn định không? Rồi về đi. Dạ, cảm ơn. Hơi thở ổn định không? Thở được. Thở được. Sao? Nhịp tim vẫn còn đủ. Em cảm nhận như thế nào? Cảm nhận gì không? Sợ té chị. Sợ té thôi hả? Có cảm nhận gì từ ảnh không? Có truyền qua luồng điện hơi ấm gì không hay là cái gì không? Dạ cũng có thấy sự chân thành của ảnh. Trời ơi, ẩm thôi mà có chân thành luôn. Được rồi, nãy giờ là mình cũng có chút vui, có chút nhiều khi có thật mà có giỡn ở trỏng, nhưng bây giờ là lúc nghiêm túc nhất. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau, hãy nói cho đối phương biết hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì. Hãy chân thành, có sao nói vậy. Mời bạn trai.
hôm nay đến đây làm cái duyên. Là anh nghĩ là cũng nhờ chương trình mà mình gặp nhau, mình quen biết nhau. Tuy không biết cảm xúc của em nghĩ anh như thế nào, nhưng mà đối với anh thì em là một người con gái, nói chung có một cái sự nào đó chân thành. Trời ơi, sao không ai thấy tôi yếu đuối hết vậy trời. Tôi cũng cần được bảo vệ. Đó là một lời tỏ tình cũng rất dễ thương. Hiện tại trong lòng em có rung động gì chút nào chưa? Dạ có chị. Có. Bạn gái, em muốn nói gì với anh ấy trong lúc này? Dạ thì em cũng cảm nhận được sự chân thành. Và em cần một người đàn ông có thể hiểu em và chân thành đối với mọi người và tôn trọng đối với ba mẹ em. Thì em nghĩ khi mà anh đưa hình cho em thì toàn hình gia đình cho. Nên là em nghĩ anh là một người chú trọng về gia đình, quan tâm gia đình. Được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi chị Tường đếm 3 tiếng, nếu các bạn đồng ý thì các bạn bấm nút, bấm thật mạnh. Không đồng ý các bạn sẽ lấy tay ra. Bấm nút này là để kết thành bạn trai, bạn gái nha, chứ không phải bấm nút này để làm bạn. 1 2 3 Nhanh quá, hết thời gian. Mời về đứng một bên. Nãy ăn mắm tôm khá không? Ăn khá khá mắm tôm không? Dạ cũng khá khá. Nắm tay nhau đi hai bạn. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau. Bạn trai nên nhớ đây là nụ hôn đầu đời của bạn gái. Hung sao coi được thì hung. Khá thật hôn chán rồi đó. Chắc được mày. Nói chứ chị thấy hai đứa rất là chân thành. Hiện tại cái khó khăn trước mắt là ở hơi xa nhau ha. Yeah. Thì giống như chị nói, mình cố gắng bây giờ cũng đỡ rồi. Thời buổi công nghệ mình cũng rút ngắn được khoảng cách. Tuy nhiên mình phải dành nhiều thời gian để chăm sóc nhau. Yeah. Rút ngắn cái thời gian tìm hiểu, rồi có thể xem nơi nào phù hợp thì hai đứa nên về gần nhau thì nó sẽ dễ hơn. Mình cũng tiến tới hôn nhân cho nó sớm. Yeah. Nha. Rồi có tin vui thì báo cho chương trình. Ăn trưa báo cho chị Tường biết. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi chúc hai bạn nắm tay, đừng có buông ra hôn người ta rồi mà còn buông tay ra nữa. Đây gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Dạ. Nếu mà chưa bao giờ Phú Quốc World Cup á thì tối nay hai đứa dắt nhau đi coi phim đi. Dạ, dạ. Chắc phải đi liền quá. Đi liền cũng được nữa. Rồi vậy nha. Cảm ơn. Vui lắm quý vị ạ. Cặp đôi nhỏ nhỏ này cũng rất là dễ thương. Hy vọng là sẽ sớm nhận được tin vui từ hai bạn này nha. Và bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCT Media quý vị nhé. Và mọi người hãy nhớ nhấn subscribe để theo dõi kênh. Mọi người ơi, chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Thường xin mời hai bạn nam xuất hiện. Wow, vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Wow, trời ơi, lĩnh khỉnh ha. Nhà trai đã đến rồi thì nhà gái còn chần chờ gì nữa. Giờ mời hai mỹ nhân bên nhà gái. Hai bạn nam hãy nhìn về phía ống kính. Wow. Cô gái ngồi cái vị trí ghế màu đỏ. Bây giờ em có thể giới thiệu về mình. Chào anh Hứa Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên là Trần Thị Thanh Xuân. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Quê Thanh Xuân ở đâu? Dạ hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lâu lắm rồi chị. Nói cho em biết nha Thanh Xuân. Em dạ. Giới thiệu vào bên đó, nhưng bên đây có một người hơi tay chân hơi quíu quíu. Một người cũng ngồi cùng cái chiếc ghế màu đỏ với em. Có gì đâu, lấy tay đe che lên ngực. Rớt tim ra ngoài hay gì. Rồi giới thiệu đi cưng.
Dạ, xin kính chào chị Cát Tường, anh Đạt. Em tên là Phạm Phi Hòn. Em là con của tỉnh Đồng Tháp. Vậy là lên đây ghi hình thôi chứ còn mình vẫn ở dưới Đồng Tháp. Dạ đúng rồi. Rồi chừng nào về? Chắc đây đi xem phim với bạn nữ mới về chứ. Đi xem phim với bạn nữ mới về, đúng. Wow. Mà đặt mục tiêu rồi lớn dữ ta. Có bấm nút mới được xem phim chứ không bấm không có được xem phim đâu nha cưng nha. Nhưng mà giờ Hòn đang làm công việc gì? Dạ em là nhân viên thu mua cho một công ty lúa gạo. Dạ. Hello em trai ngồi ghế màu xanh. Dạ, chị Cát Tường ạ. Rồi em tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Tùng ạ. Năm nay là em 31 tuổi ạ. Quê em ở Hưng Yên ạ. Hưng Yên mình vô đây lâu chưa Tùng? Em vô đây từ năm lớp 8 ạ. Em làm đầu bếp ạ. Wow, ghê vậy. Đầu bếp về ẩm thực miền nào? Dạ em đầu bếp về bữa ăn buổi trưa em có nói buổi chung trưa là lành mạnh. Nói chung là ba miền miễn đồ ăn mọi nơi miễn là tốt cho sức khỏe. Dạ dạ đúng không chị ạ. Quán ăn hả? Đầu bếp đầu bếp. Dạ không ạ, em làm ở nhà rồi sau đó em nấu ăn xong sau đó em tự đi giao cho mấy chị. À coi như là nấu bán online luôn. Có người đặt hàng. Dạ có người đặt trước rồi rồi xong đó em buổi sáng em nấu rồi xong là em dọn em đi ra. Rồi bên kia đi, cô gái màu xanh đi. Còn chần chờ gì nữa mà không giới thiệu về mình nhỉ? Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Em tên Tô Thị Thanh Hiền. Em ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Hiện tại công việc của em là bán đá phong thủy online. Ồ, cũng bán hàng. Dạ, em bán cũng được 6 năm rồi. Là có kinh nghiệm rồi hả? Dạ. Có biết coi bói rồi không? Dạ, em không biết coi bói đâu nhưng mà em biết coi phong thủy. À, biết coi phong thủy luôn dạ. Hả? Hay vậy trời. Bữa nay đi quay hình rồi em có coi trước cái phong thủy bữa nay nhắm cái hướng đi rồi nó tốt không em? Hợp màu gì không? Em đi một về hai. Em nghĩ tùy duyên đó chị. Tùy duyên ha. Tùy duyên hả? Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Nay Tùng xuống đây với ai? À, đi quay hình với ai? Dạ hôm nay em chỉ đi được một mình thôi ạ. Dạ sao vậy, không có ai theo ủng hộ tinh thần vậy? Có cố gắng mà không ai sắp xếp được ạ. Vậy hả? Rồi còn Hòn đi với ai? Dạ em đi với người em họ. Em họ, rồi em gái đó ha. Hello em, chút xíu mình giao lưu với nhau nha. Ok, rồi bên họ nhà gái. Dạ em đi với một người bạn thân của em. Bạn gái đang ngồi ghế đâu. Bây giờ tới em. Dạ em đi chung với mẹ, con trai và lớp trưởng học chung cấp 3 của em. Trời ơi dắt thì theo tới 3 người lận có người. Có ai đi theo hết. Một người. Ủa, dắt theo tới 3 người. Tôi là bà, cũng là bà mai bà mối. Tôi sẽ làm đại diện. Tôi ủng hộ tinh thần. Bây giờ ông. Một mình chị soi nổi 3 người dưới không? Được hết trơn á. Bây giờ nè, ưu tiên cho Tùng. Ta không có người nhà đi theo nè. Là rồi. Tùng ngồi ghế màu xanh nha quý vị. Tùng ơi, bây giờ em giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì chắc là em biết nấu ăn rồi, dọn dẹp nhà cửa thì chắc em cũng biết. Còn điểm yếu của em thì chắc là hay quên lắm. Có nào nấu đồ ăn quên nêm nếm không? Chị ơi. Dạ, cũng nhiều khi em hay lên muối nhiều. Cũng nhiều khi em hay lên muối nhiều. À vậy hả? Dạ. Hay quên hả? Bên kia làm sao? Em giỏi về kinh doanh, với lại em thích hát. Không, anh thấy điểm mạnh là như là coi phong thủy. Phong thủy là kinh doanh của em đó ha. À, đó là cái kinh doanh của em đó hả? Mà. Dạ đúng rồi. Mới nghe ha, thích hát kìa. Mà cái người thích hát là thích hát có nhiều người nghe. À, là mình phải làm liền luôn đúng hả? Rồi, làm liền. Làm liền luôn đi em ơi. Vỗ tay quý vị ơi. À, vậy thì em xin hát đoạn thôi của bài Tuổi Mộng Xứ Đông ạ. Anh ơi anh khi trời mưa lất phất trên phố, thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai. Từng giọt mưa, mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say. Tình yêu là sợi tơ đó thấy chưa. Anh biết không, ông trời vẫn ghét người hồng nhan. Thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dàng. Chiều hôm nay, mưa rơi cánh chim lạnh lót trong vườn cây. Em vẫn mong phố đông người xanh bước bên chàng. Sao Tùng? Dạ em rộn ràng rồi. Rộn ràng hả? Rồi. Một khúc như nhắn nhở quá, nhiều điều lắm á. Tình như sợi tơ đồ nhưng mà vẫn mơ mộng là sánh nước bên chàng đó nha. Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có, là bướng. Tính em hơi bướng với lại cũng hay khóc nữa. Tức là cái đó mà không hợp ý mình á thì không có thể ép em được. Ví dụ như A là phải A chứ không phải A là A phẩy được hả?
Dạ, cái đó đúng là sai là sai. Chứ không có thể nào mà đúng mà mình có thể cho qua được là không được, mà sai mà cho qua cũng không được. Trời ơi, bướng. Cái này giống chị Tường hả, Tường ha? Chị đâu có khóc đâu, chị đâu có khóc đâu. Rồi, chị đâu có khóc, chị mạnh mẽ khóc, dạ. Bướng đã, quậy đã, ghẹo đã, rồi cuối cùng khóc là không được. Điểm yếu đúng không? Dạ. Mỗi lần mình khóc là ai dỗ? Dạ, tự mình dỗ. Đó, thấy chưa, tự khóc, tự dỗ. Những người phụ nữ mạnh mẽ thường hay vậy. Nói chứ tôi khóc đêm phia không mà mọi người đâu có thấy được đâu. Ôi chị nói câu đó tự nhiên ta cũng khóc luôn kìa. Khóc hả? Kẹo ơi, chi vậy? Ủa khóc rồi hả? Gì mà mau khóc rồi đó. Dạ, hơi rưng rưng. Trời ơi. Sao sao, có thích người phụ nữ mong manh, dễ vỡ, dễ khóc không? Dạ, chắc cũng có. Chắc cũng có hả? Rồi rồi, thí dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi. Em chỉ biết ôm. Thơm quá à. Thơm quá à. Rồi bên này Hòn sao Hòn? Dễ dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Ok, rồi thế còn em thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Nghe kìa, điểm mạnh điểm yếu kìa. Anh Hòn này nghe, này nghe thương xưng. Dạ. Chắc có lẽ là cũng biết chút chút nấu ăn. Biết làm mồi nhậu. Biết làm mồi nhậu, mồi nhậu dữ không? Cũng coi. Chút thôi chị. Chà, cũng khá. Mấy lon? 6 lon. À, bên kia biết nhậu không cưng? Dạ, em cũng có chút chút. Mấy lon? Tầm 3 lon. Tầm 3 lon, tầm 3 lon. Đưa em đi nửa chặng đường, nửa chặng còn lại. Dạ. Em nửa tự chặng lo. Còn lại anh đưa, còn lại anh đưa. Ờ, đúng rồi. Khuyết điểm của em thì không biết ăn cay. Không biết ăn cay. À, có xíu nông tính. Kiểu như em không thích nói dối. Cực kỳ. Rồi khi mình biết mình bị gạt thì mình làm gì người ta? Giận. À, giận thôi hả? Cho tưởng nó quýnh hay là gì chứ giận thì cũng bình thường. Rồi thôi cũng được, không ghét có đến nỗi nào. Đây, sao? Điểm mạnh điểm yếu nè. Dạ, điểm mạnh của em thì em có thể nấu nướng. Nhưng mà thường thì ở nhà em nấu mình em ăn. Đó là điểm mạnh em luôn hả? cái này là dũng cảm. Ủa nó nghe nè, nếu vậy sao em biết em nấu ăn ngon vậy Sơn? Dạ em nấu ăn cho mọi người bên ngoài ăn thì ai cũng khen ngon. Nhưng mà riêng người nhà em á thì do cái khẩu vị không hợp á. Rồi không, nhiều khi bột của nhà không có thiên á. Dạ đúng rồi, có thể vậy. Cái điểm yếu của em là em rất là cọc tính. Rồi em rất là nóng. Khi mà em mất ngủ em mới như vậy. Còn bình thường thì em không như vậy, em rất là vui vẻ hòa đồng. Hôm nay em có bị mất ngủ không? Dạ cũng có chút chút mà anh. Cũng có chút chút mà anh. Có chút chút mất ngủ nha. Hòn ơi, có chuyện dạ. Phi Hòn là hồi bị phi đau á Hòn ơi. Về bên đây nãy giờ uống tim rồi. Hồi nó dịnh tim hoài, nó sợ rớt ra ngoài kìa. Bây giờ vô cái tình trường đi, chị đang tò mò với thằng bé ngồi dưới á. Bên đây, bên đây, đây, bên đây nè. Cô gái bên đây coi phong thủy nè. Bé dưới là con trai em. Con trai em? Dạ. Vậy là em... Em ly hôn với ba Ken cũng được 7 năm. Vì sao mà hôn nhân của mình không được mỹ mãn? Vì sao hả? Em thật ra là tụi em như bạn bè vậy đó anh. Khi mà quen nhau thì hai đứa rất là hợp luôn. Nhưng mà khi cưới nhau về thì những cái mâu thuẫn trong gia đình nó xảy ra. Thì không có tiếng nói chung thì làm sao mình giải quyết được cái vấn đề đó. Cái quan điểm đó của em đưa ra thì ba Ken sẽ bác bỏ đi. Vậy đó. À. Dạ. Không có tiếng nói chung. Tùng thì sao Tùng? Khi mà tình trường của mình như thế nào? Em cũng từng có gia đình và cũng có một bé trai. Năm nay là được gần 5 tuổi rồi. Kết hôn được bao lâu? Tụi em hầu như là chưa đám cưới. À vậy hả? Dạ, tụi em chỉ đăng ký kết hôn. Có đăng ký kết hôn? Dạ. Tụi em sống chung thì từ lúc vợ em có bầu đến lúc con em được 1 tuổi là tụi em hầu như chia tay rồi đó. Rồi giấy tờ chính thức chưa, chia ly dị chưa em? Dạ, giấy tờ chính thức rồi. Rồi con ở với ai? Dạ, con thì em nuôi. Ngồi vậy bình thường, thường con nhỏ phải theo mẹ chứ sao lại em nuôi? Dạ, tại em không biết làm sao nhưng em không thể xa con em được. Em không thể xa con em được. Em cũng nói chuyện với mẹ của bé là để xem nuôi thì sẽ tốt hơn. Nhưng nguyên nhân tại sao lại chia tay? Cái lúc mình sát vô nhau và có con, cái lúc đó ấy, giống như là tình yêu nó tức thời. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Lúc đó em 26 tuổi. 26 cũng chín chắn trưởng thành rồi chứ phải non nớt gì đâu. Tại lúc đó em làm xong cái môi trường công việc của em đến từ sáng đến 10 giờ đêm ấy. Cứ làm như vậy hoài, cái tự dưng cái con người mình nó trở nên cô đơn. Rồi đến khi mình có một cái mối tình cái mình cứ nghĩ là đó là một người vợ. Nhưng cuối cùng thực ra là không phải như thế.
bất cứ vấn đề gì em nói ra cái vợ em đều khóc hết. Ví dụ như vợ em vừa mới đi đâu đó cái rồi xong không nghe điện thoại, em hỏi mà từ sau đi đâu nhớ cái điện thoại này hay nói gì đó cái khóc. Cái vợ em đi chơi về muộn cái em bảo từ mẹ cũng nói là thôi đi về sớm sớm chút có con nhỏ cái khóc. Khóc. Cái mọi thứ đều là khóc hết và rồi, bên đây cũng đang muốn khóc rồi là tôi nói tôi muốn mấy câu được rồi cũng... bên đây cũng đang muốn khóc hết rồi tức cha rồi đà đà khóc rồi Tường ơi. Dạ mọi thứ là cứ là ai khóc. Là người đề nghị chia tay hầu như là hai đứa tự thấy như vậy. Rồi có khóc không? Dạ không, lúc chia tay thì hai đứa đều vui vẻ. Có còn qua lại thăm con đồ gì không? Dạ cô cũng qua lại thăm con. Là cười không chứ hết khóc rồi? Dạ cười không ạ. Bây giờ thoải mái hơn. À vui hết là được rồi. Nhưng mà coi chừng bên đây ngát bên kia cái vụ không lý do. Em cũng khóc không lý do hơi mệt à. Hồi nãy là hay khóc quá sợ, sợ không? Nhưng mà rồi có khuyết điểm gì không? Dạ có, là bướng. Tính em hơi bướng với lại cũng hay khóc nữa. Dạ cũng em cũng hơi rung rung. Hơi rung rung à. Rồi ngồi suy nghĩ chút đi, tôi chuyển qua cặp đỏ. Anh Hòn, tình trường anh sao anh Hòn? Em cũng là người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân. Rồi có con chưa? Em có một bé trai. Bé trai luôn, mấy tuổi cưng? Gần 2 tuổi. 2 tuổi, giờ bé sống với ai? Hiện tại bé đang ở với mẹ chị. Rồi kết hôn được bao nhiêu lâu mà chia tay? Tụi em kết hôn được gần 3 năm. Vợ cũ em á là không muốn sống ở gia đình của em. Coi như là làm dâu á hả? Dạ. Rồi nhưng sao nữa? Đưa ra những cái điều kiện có lẽ em không thể chấp nhận được. Bởi vì em là người sống thiên về gia đình. Có nghĩa là tình cảm em cần một cái gia đình đầy đủ các thành viên. Em muốn có bà có mẹ ở chung nhà. Nói chung là em muốn là vợ qua ở là làm dâu. Dạ. Mà vợ không muốn. Cũng không phải là làm dâu gì. Tại vì toàn đi làm xa không à. Ừ. Đi làm với nhau thì lâu lâu về thăm gia đình như đó. Cổ là người chủ động. Em cũng suy nghĩ cũng tôn trọng quyết định. Tôn trọng quyết định. Em buồn hơn một cái là khi mà em có thích con nít qua thăm con ông bà ngoại bé có người còn ngăn cản, thậm chí những cái vật dụng em mua cho con em thẳng tay quăng. Thôi bây giờ chuyện cũ nó qua rồi, nói chung là đây tôi nghe sơ sơ là cái bóng dáng kiểu như là cũng cái chuyện mẹ chồng nàng dâu là cũng có vấn đề ở trong này. Em sao? Hiện tại em cũng có một bé gái 3 tuổi, khi con em 6 tháng là chồng em tự động rời bỏ ngôi nhà chung. Rất đồng cảm với các bạn nữ, nhưng mà nguyên nhân sao ly hôn? Dạ nói chung là nhiều cái mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, với lại là chồng em không có trách nhiệm. Từ khi mà ảnh đi á là con em 6 tháng cho tới thời điểm này con em 3 tuổi thì ảnh không cho con em được một hộp sữa. Lừa dối em rất là nhiều, không rõ ràng về tài chính. Tới thời điểm nhà 3 tuổi là quyết định không cho con em gặp chồng em, không cho nhận chồng em luôn. Một mình em nuôi con em. Đều là những người phụ nữ mạnh mẽ. Thôi cùng đồng cảm với các bạn nha. Cố gắng lên. Rồi mọi thứ nó phải qua một cái trang mới nha. Cố lên, cố lên. Dạ, cố lên, cố lên, thiệt tình. Bốn người ngồi trên đây, bốn cuộc đời gian dở. Phải rút kinh nghiệm nha. Rút kinh nghiệm để cho những cái mối tình sau khi mình đã quyết định thì nó phải chắc chắn hơn nữa. Nè em. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em là sao? Là tâm lý một tí là được. Bề ngoài thì sao? Dạ bề ngoài thì dễ nhìn tí. Dễ nhìn đó. Thiệt, dễ nhìn. Quan trọng là cái người thân người ta đi theo nè, ta có con trai đi theo. Mẹ có chịu mà con trai không chịu thì cũng vậy thôi à. Phải không con? Con tên gì con trai? Đẹp trai quá. Dạ chào. Dạ, chào cô Cát Tường. Cô Cát Tường và chú Minh Đạt. Và chào tất cả các vị khán giả. Con tên là Lưu Hùng Quân. Con là con của mẹ Hiền. Trời ơi quá dữ. Quân ơi hôm nay nãy giờ con ngồi đây là con biết mẹ con đang làm gì trên này không? Dạ biết. Làm gì vậy? Dạ tham gia chương trình. Tham gia chương trình để làm gì? Để kiếm cái gì? Không biết rồi. Không biết gì rồi. Mẹ có nói con không? Để kiếm bạn. Kiếm bạn về chơi với con cho vui. Được không? Nếu mà có một người nữa về chơi với con rồi đưa con đi học rồi phụ mẹ, con chịu không? Dạ chịu. Nhưng mà người bây giờ nhiều lắm. Giờ con phải chọn. Con là người đàn ông trong nhà, quyết định con quan trọng lắm. Bây giờ con đừng sợ nhìn mặt của Tường, không sợ gì hết. Dạ con thích chú màu xanh. Thích chú màu xanh. Tại sao thích? Thích cái gì? Dạ tại vì con thấy chú đó hợp với mình. Hả? Hợp chỗ nào?
Cô Tường có thấy hợp gì đâu. Tại vì chúng một xanh nấu ăn. Chúng một xanh nấu ăn. À, thấy chưa? Trời ơi. Chú Hồ Xanh thở dài luôn. Chú Hồ Xanh có kiểu tóc giống con. Con thích ăn món gì nè? Để mẹ, để cô Tường kêu chú nấu cho con ăn nè. Ừ, dạ con thích ăn dạ cơm cuộn Hàn Quốc. Wow. Sao nè? Được ngay á. Con thích ăn trứng không? Trứng luộc, trứng chứ. Trời ơi, chú biết ý con. Chú có đem trứng cho con ăn luôn á. Ngoại ơi, hôm nay ngoại ngồi dưới rồi, ngoại nhận xét, ngoại thấy sao ngoại? Cô chào MC Cát Tường, dạ. Minh Đạt với lại dạ. Khán giả. Ví dụ vợ chồng nó gian dở, nó nói là nó không có nói kỹ, cô giờ có nói luôn. Là ví dụ như là ba của Ken nó cũng không hai vợ chồng có cái gì mà nó đáng đó, đó. Mà mỗi tội chồng nó là không biết chia sẻ thôi. Ví dụ như là nó ví dụ đi đâu, anh ở nhà đón con giùm em rồi. Là chồng là nói là cái chuyện của đàn bà rồi vậy vậy á. Thì bé cô là nó nghĩ là chồng nó ở đời nó phải phải biết chia sẻ, mà này nó không biết chia sẻ. Bé cô nó không có thể ở vậy thôi, nó chia tay thôi. Thế tại giờ cô thấy bạn này sao? Cô nói thiệt, dạ. Thấy bạn nào cũng thấy dễ thương hết á. Bây giờ chắc tự duyên do con cô chọn đi. Cho đi cối này nè. Tự nhiên mẹ nói xong khóc quá khóc luôn cơ. Chết cha rồi. Con bé này nó hay có cái tật khóc em ơi. Em cũng hơi rụng rời. Đạp vỗ dưa thấy vỗ dưa cũng sợ đó. Bữa nay khóc thầy mình chia tay đó. Không biết luôn á. Cô chọn ai hả? Đi dạ. Cô thấy ai cũng ngang nhau giờ biết chọn ai trời. Không có được cô, cuộc thi là phải có người đi tới nhất chứ không thể nào hai đứa mà cùng nhất được. Dạ. À, vậy cô chọn hả? Chọn ai trời. Trời ơi trời. Cô chọn bạn bạn ghế màu đỏ quá. Chọn bạn ghế màu đỏ thì chị nãy giờ cũng khó nói chứ không. Tại vì á là mình ghép đôi cho con gái cổ là cái anh màu xanh. Đó, nhưng mà tại tôi biết tâm lý phụ nữ, tôi biết tôi mới ép cô chọn. Tại vì nghe bên đây chê cái vụ khóc. Rồi rồi, ví dụ người ta khóc thì mình làm gì để cho người ta nín? Chắc em chỉ biết ôm thôi. Em chỉ biết ôm thôi. Rồi bên đây Hòn sao Hòn? Dịu dành hay là có thể chia sẻ với bạn đó. Dạ. Rồi nên cô thấy không ổn, cô chọn qua anh màu đỏ. Cô cũng sợ con về không đó. Về góc rồi ôm. Rồi cảm ơn cô. Khanh Xuân. Dạ. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Cao hơn em một cái đầu. Hơi tròn tròn. Hơi tròn tròn. Cao cái đầu hơi tròn tròn. Bia mà sáo đòn mà không tròn có được. Hay ta. Rồi sao nữa? Chắc bạn nó giống giống anh á, tóc giống anh. Hay hay quá. Có râu không? Dạ không. Hay quá ta. Không cần đẹp trai, em không cần Hàn Quốc này thế kia. Em cần tâm lý thì có thể về mình tìm hiểu và bổ sung sau. Nhưng hai cái tiêu chí có nhất định phải có người đàn ông là phải có ý chí phấn đấu cho tương lai và trách nhiệm trong cuộc sống giữa vợ chồng thôi. Có cái gì em không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích người đàn ông nhầy á, lầy á. Nhầy, lầy. Lầy lội. Ê nhậu xỉn có lầy không? Ăn nhậu lầy lội à. Dạ. Không, bữa nay xỉn nó ngủ à, không có lầy đâu. Rồi bữa nay là Cưng đi với ai? Thanh Xuân. Dạ em đi với Bích Hạnh là bạn thân của rồi. Em rồi bây giờ ý kiến đi Cưng. Em thấy anh ghế đỏ thì có giọng nói ấm. Và em nghĩ là anh là người sống tình cảm thêm gia đình. Còn anh ghế màu xanh thì em thấy là anh là có khả năng nấu nướng. Thì Xuân nó rất là đam mê về ăn uống nên em thấy là cũng hợp phần này. Với lại anh cũng chăm lo cho con á, nên là em nghĩ là anh cũng có trách nhiệm với gia đình. Hai anh thì em thấy là ai cũng là được. Được. Yeah, được. Nhưng mà nếu mà xét về vị trí địa lý á thì anh ghế đỏ hơi xa. Còn anh ghế xanh thì anh đang ở Sài Gòn nên là em nghĩ là nếu mà được thì anh sẽ thuận tiện hơn. Rồi đó, ít nhất là người ta cũng ngồi người ta phân tích kỹ lưỡng vậy đó mới được. Rồi ok, rồi em gái bên kia là đi theo anh Hòn đúng không? Rồi em ý kiến đi, chứ bên đây là chị Tường bảo kê, bên đây không có người thân. Chị là người thân của em, yên tâm. Em
Nghiêng về chị Xuân hơn. Nghiêng về chị Xuân hơn ha. Xuân hơn hả? Rồi, cảm ơn em. Ê Đạt, Đạt, Đạt. Gì chị? Ê. À, vụ gì chị? Chị thấy tình hình thì căng á. Sao vậy? Nãy giờ chọn nhau búa xua hết trơn, không có còn cặp xanh cặp đỏ gì hết trơn. Nãy chéo lum la luôn á. Chiến này có một màn tranh giành cũng nảy lửa nha. Này em cũng không biết nữa, đôi khi cảm xúc sao biết được. Mà bây giờ mà mình người ta không theo ý mình nữa rồi. Mình ghép xanh xanh đỏ đỏ nhưng bây giờ nó chéo nó bắn từ lửa hết trơn. Mình không được hai nhưng mình được tới bốn lận. Là bốn người về không? Bây giờ không mấy mọi thứ là tùy họ đi chứ mình làm hết sức bây giờ đó. Mở cửa nha. Rồi mở cửa. Mở cửa. Mở cửa. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim. Wow. Vỗ tay thiệt lớn nha mọi người ơi. Rồi. Nam thì mạnh mẽ đi, mình đem quà quá trời thì mình tặng đi. Ồ, ông thả lưới ghê quá, thả lưới ghê thiệt. Dạ cảm ơn. Rồi. Ồ. Anh Hòn này xong. Ồ. Cảm ơn. Một phần quà anh này nói lên công việc của hiện tại của anh đang làm. Dạ cảm ơn. Anh gửi nha. Cảm ơn anh. Wow. Dạ con hai phần quà này sẽ đi gửi cho cái tường. Anh Đạt. Trời ơi. Anh gửi anh Đạt. Quà quá trời quà luôn. Chiều nay về nấu thôi. Đang có làm cơm chuẩn bị sẵn cho em. Cảm ơn anh. À, cảm ơn. À. Có một phần cơm. À. Có một phần cơm chuẩn bị sẵn luôn. À, hay ha. Nè, anh ghế màu xanh là không sợ đói nè. À. Anh ghế màu đỏ cũng không sợ đói luôn. Mình cảm nhận về nhau một chút đi. Rung quá. Rung quá hả? Sao đâu? Hồi hộp. Nó rất nhiều cái suy nghĩ nó lộn xộn. Bây giờ có thấy giống như mình muốn không? Cũng khoảng 60%. 60% vậy là tốt rồi. Dạ. Em thấy thế cũng rung quá. Không biết nói gì. Thì em thấy hai anh cũng dễ thương. Dạ. Giọng nói cũng ấm áp. Dạ em cũng rất là hồi hộp. Dạ, em thấy hai bạn gái đều rất là xinh xắn. Hai người phụ nữ mạnh mẽ. Tuyệt vời. Trong lòng em thì xốn sang. Xốn sang với cả hai hay chỉ xốn sang với một người chẳng hạn đó? Là một người thôi. Là một người. Dạ. Đấy, phải rõ ràng chứ nhiều khi xốn sang cả hai luôn. Một người thì hỏi thăm ngay người đó liền đi nào, còn chờ gì nữa? Dạ. Em hiền đúng không? Dạ. À, thực ra vừa nãy anh cũng phân tích với em là vấn đề như là khóc á. Mình đang nói chuyện vấn đề gì đó để mình giải quyết. Mình không giải quyết mà mình khóc xong thôi để bỏ qua vấn đề đó. Đó là cái anh không thích chứ không phải là anh không thích khóc. Cho em hỏi hai anh một câu thôi. Khi một em bé mà nó buồn á thì mình giải quyết như thế nào để cho nó vui? Dạ thường thì em sẽ hỏi tại sao buồn, rồi sẽ bé sẽ nói ra rồi như vậy hả? Thì thôi bây giờ đừng buồn nữa nha. Rồi ba chở con hoặc là chú chở con đi chơi nha. Rồi về là hết buồn nha. Hòn thì sao? Đóng một vai trò mình như một người bạn của bé. Để nói chuyện với bé thì có thể sẽ dễ hiểu được cái câu chuyện tại sao mà bé lại buồn hay là tại sao bé lại khóc. Từ khi mà mình biết được câu chuyện của bé thì có thể nói chung như là giúp bé hoặc là cho bé một lời khuyên chơi để cho nó giải tỏa tâm lý. Rồi muốn nói tâm sự gì là cuối cùng đó 30 giây. Đó, nhiều khi gần dòng điện nó bị chạc. Đó, em khóc từ 5 giờ sáng để em làm hai cái món. Đó, bởi vậy ta thiếu ngủ rồi nha. Thức dậy 5 giờ sáng. Ê, cho tôi hỏi thăm câu sao cái bánh lớn cái bánh nhỏ vậy? Em đem hai cái bánh bằng nhau nhưng mà do không có tìm được cái đĩa bằng nhau nên mà nhỏ. Bậy, tôi nhìn tôi thấy hai cái bánh, cái bánh bự, cái bánh nhỏ. Cái lời nhắn nhủ gì á, vậy ha. Em thấy có một lời nhắn nhủ tôi gì nói đó. Không ai tinh tế đi bằng tôi đâu. Nè, tới em, tới Hiền qua tặng quà. Đó, tiếp xúc gần nhau hơn nè, coi trong đó là anh, có cái lời cái này là cái vòng dạ. Tay nó sẽ đem lại may mắn cho anh. Dạ. Em tặng anh. À, dạ. Cảm ơn. Rồi cái này là cái gì? Cũng là cái vòng tay, em cũng mong là nó sẽ đem lại may mắn cho anh. À, dạ. Chứ không phải vòng tay là trói tay người ta. Dạ. Cái này cái vòng tay chứ không phải còng tay gì hết. Cái vòng tay. Rồi. Giờ xác định mục tiêu nè. Rồi, tôi né ra bên nè. Chào anh. Dạ, chào anh. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yếu, lúc yếu đuối nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Và...
Đeo vô cảm lớn. Em đẹp đẹp. Ăn đi. Trời ơi, ta làm từ 5 giờ sáng. À, chắc là cho em xin phép hỏi bạn đi. Ví dụ như đặt một cái sự chọn, em có đồng ý về Đồng Tháp không? Ví dụ như anh đang đi một mình, anh chỉ lo cho gia đình và một bé trai của anh thôi. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Anh có thể anh chọn cái cuộc sống và cái công việc ổn định của anh. Em có thể cuộc sống và ổn định công việc của em. Nhưng cả hai cùng cho nhau một điểm đi là được. Không nên quá vội vàng. Dạ, đúng để rồi. Mà đưa ra cái đúc kết. Tại vì mình còn phải tìm hiểu nhau nữa. Chứ còn thí dụ như mình đã yêu nhau đi, rồi 5-3 bữa, nửa tháng hay là 6 tháng, 1 năm, dạ, tự nhiên khi tình yêu nó đủ lớn, các bạn sẽ tự biết các bạn sẽ ở đâu. Dạ. Ở đâu nó phụ thuộc, nó tốt nhất cho cái cuộc sống của các bạn, dạ, cho con cái của các bạn là các bạn sẽ ở. Còn bây giờ mình mới gặp nhau ngày đầu tiên mà mình đã chưa gì mình đã muốn là bạn phải về ở với tôi hay tôi phải giờ ở với bạn là các bạn chưa đủ kinh nghiệm sống. Đó là chị Tường nói thẳng. Dạ. Đừng đặt đối phương và đừng bắt đối phương trả lời những câu hỏi khi nó chưa có sự bắt đầu. Quan trọng bây giờ là chúng ta hãy đo cảm xúc của mình ngay hiện tại giờ phút này. Cơ hội chương trình mang đến cho chúng ta có mỗi người có hai cái cơ hội. Vậy chúng ta hãy nắm bắt và kiểm tra xem mình có chọn được cái cơ hội nào trong này hay không. Đó mới là điều quan trọng. Đồng ý không? Đây là khúc bắt đầu nè chị. Bây giờ tôi cho đặc quyền ưu tiên hai người bạn trai. Mỗi người sẽ được nắm tay cả hai cô gái luôn để cùng cảm nhận. Rồi mời Tùng. Tại vì hôm nay ở dưới phụ huynh á là có thích chồng chéo nhau cho nên Tường mới cho cái điều này. Đấy, rồi đấy em rồi hồi nãy nắm rồi nắm hoài hồi nãy có nắm đi. Rồi dạ chưa chưa dạ, à, chưa dạ, chưa mà ủa chứ bây giờ em leo dầm vô mà không có nắm hả trời, không có kịp chụp. Dạ. Trời ơi, nó dạ, sợ nó mất phần. Dạ, rất là ấm áp. Sợ mất phần, dạ chưa. Xin lỗi, đã tước quyền của em. Rồi, tới dạ. Họ à, cảm ơn. Hên quá, nắm tay cười chứ không có khóc. Bây giờ còn ai muốn thể hiện tài năng? Khúc này là khúc lấy điểm nè trời. À. Khúc này là khúc lấy điểm á trời ơi. Em cũng có chuẩn bị một chút rồi mà em không biết em có hát hay là đọc thơ thì em đọc thơ biết. Đi, đọc thơ đi chính là. Rồi. Ý là cái bài hát đó nó không biết có phải là như này. Em có biết rằng anh thích em nhiều lắm không? Vì anh yêu em cười, vì anh yêu những lời mà em nói rất ngọt ngào với anh. Anh vẫn luôn dõi theo nhìn em, dù em có vui có buồn, để anh nhìn thấy niềm tin trong đôi mắt em. Và em hay... Ê, nãy giờ mình đang hát hay mình đang đọc thơ vậy? Phổ nhạc à. Đọc thơ mà người ta phổ nhạc thơ. Hay quá. Thôi được rồi. Bây giờ đến thời khắc quan trọng là các bạn phải đưa ra quyết định của mình. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Sau những cái hiệu lệnh của anh Đạt, sau 5 tiếng đếm là 5 giây thì các bạn hãy đồng loạt đưa ra cái quyết định của mình nhé. Và bây giờ ghép đôi thần tốc, cái khúc này mới là khúc cao trào nhất, quyết định nhất. Đó là cảm xúc thật. Khi mình thể hiện cảm xúc thật, khoảnh khắc quyết định. Năm, bốn, ba, hai. Anh thấy em một người phụ nữ rất là dịu hiền. Tuy trong cái dịu hiền nó yếu lúc yếu đuối nhưng anh nghĩ em cũng là một người rất là mạnh mẽ. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai.
Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Một. Đã có màu. Rô hết vậy mọi người. Dù sao thì chúng ta cũng thành công được 50%. Dạ. Thì bây giờ đã rõ ràng hết rồi. Xin mời hai bạn áo xanh. Hai bạn màu xanh. Đã trùng màu. Đây. Rồi hai bạn đứng bên đây cũng được. Hãy nắm tay nhau đi các bạn. Hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm. Lên đây đứng với tôi cho có cặp coi. Không tay đứng đi cùng à. Mình hả? Ở mình chưa nói hôn luôn rồi. Vội vàng quá vậy. Vội vàng vội vã quá vậy. Dạ em làm lại cũng được. Làm lại đi em. Dạ. Chị chưa thấy gì luôn á. Wow. Bây giờ nó có sự khởi đầu rồi, còn cái chuyện ở Sài Gòn hay ở Đà Lạt mình tính sao đi. Nhưng mà nhớ có tin vui báo cho chương trình biết nha. Dạ. Mình cũng ra đây chứ. Rồi đây. Mình cũng ra đây luôn. Không sao cả. Mình trở lại tiếp tục tìm một nửa của mình. Nói với lại hai cặp đôi mà không được ghép đôi, em không có lời để nói. Nhưng mà em hỏi anh Hòn chứ, coi sao anh Hòn chọn Hiền. Có lẽ em thấy cái cảm nhận của mình thì em thấy bạn Hiền thì sống tình cảm hơn, có vẻ yêu điệu có thể, hơn phải không? Có thể học, Xuân học có vẻ mạnh mẽ quá. Xuân thì Xuân thì một cái rất là mạnh mẽ và có nhiều cái phong cách rất là dứt khoát. Và có thể chưa có cái ấn tượng và cảm nhận đầu tiên. Cảm xúc của Xuân như thế nào? À, dạ em đến cái chương trình này em rất là vui. Mình chưa có cặp. Dạ. Nhưng em cũng chúc cho cặp đôi nắm tay nhau, trời ơi, nắm tay sẽ tiến sâu hơn. Rồi, cảm ơn em. Hy vọng rằng là hai bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và bây giờ thì sẽ đến phần tặng quà dành cho các bạn. Cặp đôi Hiền và Tùng, cặp đôi thành công thì mỗi bạn sẽ nhận được một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Hy vọng là các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại di động Realme này để mà liên lạc với nhau nè, chụp những tấm ảnh thiệt là đẹp với nhau và cùng chương trình lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ này nha. Cảm ơn chị. Hai bạn không đến được với nhau cũng có một cái phần quà, đó là chiếc điện thoại Realme đây em. Đây là WeWellCool, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan và tốt cho sức khỏe. Gửi tặng cho các bạn nha. Và dù cho các bạn thành công hay là thất bại thì nhãn hàng bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một cũng sẽ dành tặng cho các bạn. Mỗi một người sẽ là một combo bột giặt John. Với những cặp đôi thành công, nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được tặng 1 năm sử dụng bột giặt John. Các bạn hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký và tham gia chương trình nhanh nhất nha. Quý vị ơi, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình cũng được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết nối cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Xin chào các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với behind the scene của ghép đôi thần tốc. Không biết là cảm xúc của các chàng trai cô gái của chúng ta khi mà đến với ghép đôi thần tốc là như thế nào. Hãy cùng với anh Nguyệt để có thể lắng nghe những chia sẻ của họ nha. Đây chính là phòng của mọi người đang ngồi chờ. Hello, xin chào hai anh ạ. Hôm nay mình đến với ghép đôi thần tốc, mình cảm thấy như thế nào anh? Nói chung em rất vui và hồi hộp ạ. Ngày hôm nay không biết sao thấy hơi khó thở. Cho bạn gái của
một năm mình kỳ vọng nhiều lắm. Dạ, nói chung là em chỉ mong sao mà có một người có một nụ cười mà tươi tươi tắn một chút cho nó cuộc sống sau này lúc nào cuộc sống vui vẻ hơn. Dạ. Dạ, em có một giỏ hoa. Dạ, giỏ hoa. Dạ. Dạ không, bên kia. Bên kia. Tưởng cái này kêu giỏ hoa chứ. Rồi, về em uống nước nha. Dạ dạ. Em hỏi anh này. Cho anh. Chào bạn. Ví dụ như hôm nay để em nói cho chương trình thì anh em một tâm lý như thế nào? Không biết người bạn mình sắp gặp như thế nào. Mong là gặp được một người có thể đồng cảm và chia sẻ nhau trong cuộc sống. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đi tìm những cô gái của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đây. Thiên Thiên. Chào cô. Chào chị. Thì hôm nay mình có kỳ vọng như thế nào về người bạn trai của mình không? Chị thật sự là không gọi là kỳ vọng đâu. Nhưng mà chị nghĩ là nếu mà hợp duyên thì mình tới, vậy thôi. Dễ thương. Ừ. Hôm nay chị đến đây cùng với ai? Chị đi với mẹ, con trai và bạn chị. Một câu chuyện mình nghĩ là một lát nữa sẽ có rất là nhiều điều hấp dẫn đây. Thôi bây giờ chị uống nước nha. Em sẽ đi kiếm cô gái còn lại để thử xem. Một lát nữa sẽ gặp lại chị trên sân khấu nha. Đi thôi. Còn một cô gái đang làm đẹp. Không biết là chuẩn bị tinh thần như thế nào, nhưng mà có vẻ giống như là sẽ rất là kỹ càng cho cái buổi lên hình này. Hôm nay chị đến đây cùng với ai chị? Người bạn thân của em. Hôm nay tâm lý mình đến đây mình như thế nào? Cũng hồi hộp mà cũng vui, tại vì cũng chưa có biết cái chương trình này thế nào á. Rồi mình cũng hồi hộp nữa. Bạn có nhìn thấy không, trên màn hình đó chính là cặp đôi đã thành của chúng ta rồi. Nhìn mọi người bây giờ đang rất là hạnh phúc luôn đúng không ạ? Có thể thấy là hạnh phúc đang nở rộ trên gương mặt của tất cả mọi người. Một lát nữa thôi thì các bạn sẽ được nghe những cái chia sẻ, những cái cảm xúc của họ. Không biết là họ đã có thể đạt được những cái mong muốn của mình ngay từ đầu chương trình mà họ đã nói với chúng tôi hay chưa nha. Anh chị ơi, đây, vui không anh chị, ngày hôm nay sao? Vui em. Vui lắm. Có giống như là những gì mà lúc đầu mình muốn không? Thật ra thì những gì mình muốn và những gì nó tới với mình, nó không có thể nào mà nó rập khuôn được đâu. Nhưng mà chị nghĩ là mình cứ đón nhận cái duyên của mình đi. Rồi anh sao, anh thấy sao, vui không? Dạ thực sự là hôm nay rất là vui ạ. Cô gái rất cười tươi, rất dịu hiền ạ. Dự định sắp tới của hai anh chị mình như thế nào không? Em nghĩ là sẽ sắp xếp gặp nhau nhiều hơn nữa ạ. Dạ. Hôm nay sao, ngồi dưới thấy mẹ mình sao nè? Dạ con thấy mẹ con rất vui và hào hứng. Dạ con chú thì sao? Con thích chú luôn, yêu thương mẹ và yêu thương con. Và có trách nhiệm nữa. Có trách nhiệm. Một người đàn ông thành lớn quá. Cái cảm nhận của chị như thế nào vậy anh? Thật ra thì khi mà anh chia sẻ trên chương trình á, thì thấy anh cứ nói thôi chứ anh không có suy nghĩ. Anh không có suy nghĩ nhiều như là cái anh ngồi ghế đỏ đâu. Thật sự nếu mà nói về sự cái sự mà hiểu tâm lý á, thì cái anh ghế đỏ sẽ tâm lý hơn. Nhưng mà mình nghĩ là một người không chuẩn bị trước như mình thì nó sẽ hợp với mình ha. Dạ, đôi khi là cái chân chất thật đúng là rồi. Hay hơn. Đúng rồi. Dạ, ngày xưa mà em thấy bạn rất dễ thương, mà mới đầu bạn ấy chia sẻ bạn ấy hơi xúc động rất nhiều. Những cái điều tủi thân hay những điều mà bạn ấy đã không mong muốn trong cuộc hôn nhân trước thì em sẽ cố gắng tốt hơn để chăm sóc cho bạn ấy và con trai được tốt hơn. Dạ. Yeah. Mỗi lần mình khóc là ai dỗ? Dạ tự mình dỗ. Đó, thấy chưa, tự khóc tự dỗ. Những người phụ nữ mạnh mẽ thường hay vậy. Bây giờ mình sẽ đi tìm kiếm cái cặp đôi mà hôm nay không thành của chúng ta, thử xem là lý do tại làm sao mà ngay từ đầu chương trình vui vẻ như vậy, tại sao bây giờ lại không chịu. Đã có màu. Hôm nay sao rồi? Đây cũng là một cái trải nghiệm cho mình về chương trình. Thì có lẽ là chưa gặp được và bạn phù hợp. Và duyên mình cũng còn ở đâu đó. Có buồn không? Không, đây là một trải nghiệm khá là thú vị. Nói chung mình thì cũng hơi có tiếng nói một chút xíu thôi, nhưng mà cũng không phải gọi là quá buồn. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện sân chơi rất là ok để cho những các bạn còn dàn dở để đến với chương trình.
mường tượng trong cái tiêu chí của mình thì cũng được 60-70% rồi, mình cũng đã chọn rồi, nhưng mà do chắc là duyên chưa tới, nhờ cơ hội cũng chưa tới nên cặp đôi của mình chưa có thôi, mình sẽ tìm cơ hội lần sau.